Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao Chim Eo Hoàng Mai. Đây là siêu phẩm 725 USA trở về với Cao Chim Eo Hoàng Mai đây các bác nhá. Các bác nhìn hóng ánh 7 màu của tép này. Tất cả các củ tép, củ bát đều trùng seri bác nhá, trùng seri luôn. Các bác nhìn này. 57D. Và các bác nhìn cái củ tép này. Như mới nhá, made in USA các bác nhá. Tất cả mã bát này 57C này. 64 nhá, tất cả. Thôi em chỉnh ngón tay này nhá. Nhện phẳng đét các bác nhá. Mã này, mã màng seri màng này. Ok này. Ngó vào trong luôn này. Có thể ánh đèn nó loang loang nha, chứ không phải màng loang. Trùng seri luôn. Đấy. Ok. Đài tép cũng trùng seri luôn á. Xuất sắc luôn. Lại là 57D. 964. Trùng tất cả củ bát, củ tép các bác nhá. Tiếp tục lại là 57C. Sáu tư trùng triện trùng bát, tất cả đẹp long lanh các bác nhá. Nhện này. Ok, trùng seri này. Phân tần nhá. Đẹp như mới luôn. Ở trong nó cũng vậy nè bác nhé. Như mới luôn. Vâng, đấy là nội thất của 725 Made in USA các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Ai là muốn nhớ muốn nhất muốn chơi mãi không khỏi tay đi đánh lại nhiều lần nhấc ngay điện thoại gọi một cái bát nữa rồi. Giúp chữa sức điểm viêm mũi xoang tại nhà. Rà soát lại. À,
bác nào đang quan tâm đến sản phẩm 725 Margin huyết A liên hệ em Cao nhé. Thank you các bác rất nhiều. Vâng, và đây là ngoại thất của đôi 725. Tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Đêm nó em làm clip vào tầm này là cũng khuya lắm rồi, cho nên là không thể mở to được. Tình trạng zin nguyên bản. Tình trạng là đẹp zin nguyên bản. Bao cả lớp sơn luôn các nhá. Đôi này có thể trùng cả series bát luôn các nhá. Bốn quả như nhau luôn đấy. Mà đây bẩn này. Chưa sức mẻ bất kỳ một góc cạnh nào các bác nhá. Tình trạng đẹp xuất sắc. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ cho hai số máy Cao Chi Veo Hoàng Mai. Các bác lên alo cho em cho nhanh. Khuya rồi cho nên em không dám mở to nhà. Các bác thông cảm nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác. Hẹn các bác clip sau. Bao luôn cả sơn lại con này nha bác nha. Xin chào tất cả các bạn.